Đây là mình đang bổ sung cái cám tổng hợp dành riêng cho chim cu gáy. Thì như nhà mình nuôi thì mình chỉ để một cống thóc này, một cống cám này. Cái cám này đầy đủ dưỡng chất để bổ sung cho con chim trong cái quá trình nuôi nhốt đấy các bạn. Nó mềm dễ tiêu hóa, bổ sung cho con chim. Bác nào có nhu cầu cái sản phẩm mà cám thì cứ liên hệ với nhà mình theo cái địa chỉ và số điện thoại ở đây. Lưu ý với các bạn là với cái gáy con mà nuôi lên ấy thì nó sẽ ăn luôn đấy. Nếu mà con gà mà gáy già, gáy bẫy ở ngoài mà nó chưa quen đấy thì các bạn về là các bạn cứ trộn lẫn với hạt kê cho mình khoảng 5 đến 7 ngày, tập dần cho nó quen. Đấy, sau khi nó quen rồi cứ thế cho nó ăn thôi. Đấy. Rồi, chào tất cả các anh nhé.